Sau 3 ngày thì hôm nay mình mới ra lại video nè. Về quê thì không thể bỏ qua cái món ăn sáng tuổi thơ của mình. Xin chào mọi người, mình là Thi đây. Chỉ duy nhất một cái món hủ tiếu thôi mà mỗi lần vô Sài Gòn là mình sẽ nhớ mãi luôn á. Mình ăn tô đầy đủ này chỉ có giá là 15k thôi. Trong này có thịt xá xíu nè, bào viên, gà xé và tóp mỡ nữa. Đãi cái cơn thèm của mình luôn á, mà còn rất là rẻ nữa. Còn đây là cái món xôi vò nè, càng vào cho nó dẻo lại thì càng ngon nhé. Còn bây giờ thì mình qua mình thăm ông ngoại mình nè. Nhà ông ngoại mình có cái hòn Nam Bộ rất là đẹp luôn, còn nuôi cá ở dưới nữa nè. Mỗi lần về quê là nhìn cái cảnh vật nó rất là yên tĩnh luôn. Nhà ông ngoại mình trồng rất là nhiều trái cây luôn nha, có xoài nè, chanh dây và rất là nhiều loại trái khác nữa. Mới đó mình đã chiều rồi, cùng với mình đi ăn món bánh tráng hành đặc sản ở quê mình luôn nha. Đây cũng là một món tuổi thơ của mình á, nó khác với lại bánh tráng nướng Đà Lạt lắm. Sốt chấm thì mình có tương ớt nè, một xíu mắm mi và sa tế nữa. Đây là bánh tráng hành trứng lòng đào, ngon xỉu luôn á mọi người ơi. Cái món này càng ăn càng dính luôn nha, nhìn rất là đơn giản nhưng mà cực kỳ ngon luôn, chấm với sốt tương ớt cay cay nữa. Còn đây là cách ăn của mình nè, cho hẳn cái trứng lòng đào vào trong cái chén sốt, trộn đều nó lên rồi lấy bánh tráng chấm, ăn kiểu nào cũng ngon hết nha. Tụi mình ăn hết 12 cái bánh tráng luôn á mọi người. Đến tối thì tụi mình đi cà phê nè, một quán cà phê cũ nhưng hôm nay mình gọi nước mới nha. Cái ly soda này rất là ngon nha mọi người, cả cái em đá xay Việt Quốc này nữa. Quán này mình đã review trong cái video hồi Tết rồi nè, mỗi lần về đây là mình hay ghé quán này lắm vì quán rất là đẹp, rất là nhiều chỗ sống ảo, đặc biệt là thức uống món nào cũng ngon hết á. Khi mình đăng cái video này thì cũng đã hết lễ rồi, nhưng mình cũng chúc mọi người ăn lễ thật là vui vẻ luôn nha. Thật sự về quê rất là thoải mái luôn á mọi người, bình yên lắm luôn á. Ngồi cà phê được một lúc thì cũng thấy hơi đói bụng nên lại kêu một cái mì trộn tóp mỡ có trứng lòng đào nữa. Mình thích cái cọng mì này ghê á, cả cái trứng lòng đào kiểu này nữa. Lay hay thì cũng đã hết một ngày rồi nè. Video tiếp theo là mình sẽ đi từ Đà Lạt về Quảng Ngãi để thăm bà nội của mình sẽ quay lại gửi tới mọi người.